Bạn ơi, bên mình có mẫu loa Bluetooth karaoke nào nhỉ? Bạn đã tham khảo mẫu nào chưa ạ? Mẫu nào? Loa nghe vừa ngon, giá vừa ổn và đặc biệt, rất nhỏ gọn. Ok, có luôn. Nhìn chung, ngoại hình của loa vẫn khá tương đồng với các sản phẩm cùng hãng trước đó với vẻ ngoài khá cổ điển. Sumiko thường sẽ có thiết kế khá giống với các mẫu loa tuyết của Fender nhưng sẽ không mang đến vẻ ngoài quá bụi bặm. Các loa của Sumiko được bọc bằng một lớp giả da màu cam cùng với một lớp vải phía trước tạo nên độ hoàn thiện cao. Hơn nữa, các góc quạnh của loa cũng được trang bị thêm các miếng bảo vệ làm tăng cảm giác chắc chắn. Phía trên loa sẽ bao gồm các nút điều chỉnh EQ được mạ đồng nhằm tùy chỉnh âm nhạc theo gu và căn chỉnh cũng như bù lấp khuyết điểm của giọng hát. Các nút bật tắt hay bass boost và các cổng cắm sẽ nằm ở mặt sau của loa. Với những ai chưa dùng quen các loa karaoke có lẽ sẽ thấy hơi rối khi lần đầu sử dụng vì sản phẩm có quá nhiều cổng cắm và các nút hiển thị hơn loa truyền thống. Tuy nhiên, các cổng cắm như HDMI hay Optical sẽ vô cùng hữu dụng khi bạn cần kết nối vào TV. Đó cũng là điều mà các loa nghe nhạc như Marshall, Fender hay thậm chí cả Bluesound với công nghệ streaming tiên tiến cũng gặp đôi chút khó khăn do phải kết nối bằng Bluetooth. Ngoài màu vàng cam có tính truyền thống, Bella 42 bổ sung thêm 3 màu mới đó là đỏ, tím và xanh ngọc, mang tới nhiều sự lựa chọn hơn, đồng thời tăng tính trẻ trung, năng động của sản phẩm. Mặt lưới vải cũng được làm lại với họa tiết bắt mắt và sang trọng, vậy nên chắc chắn các phối màu mới đậm chất cá tính này sẽ thu hút được nhiều khách hàng, đặc biệt là các chị em đam mê ca hát. Loa cũng sẽ đi kèm một quai đeo có khả năng tháo rời bằng da thật, góp phần tăng tính di động. Ngoài ra, do kích thước nhỏ gọn, gần tương đương với Marshall Stemmo 3, loa sẽ không có lỗ để mic như BTS-52 hay MSP-10 mà sẽ đi kèm một hộp đựng mic riêng. Về mặt thông số kỹ thuật, loa sở hữu kết nối không dây Bluetooth 5.0 cùng với nhiều cổng kết nối có dây như AUX IN 3.5L, AUX OUT 3.5L, cổng guitar 6.5L, mic IN 6.5L, HDMI, Optical và USB. Cấu trúc với 3 củ loa, 2 loa woofer và 1 tweeter giúp loa đạt công suất lên tới 100W. Thêm vào đó, loa cung cấp người dùng thời gian sử dụng lên tới 8 giờ trong một lần sạc. Với kích thước tương đối gọn so với nhiều chiếc loa Bluetooth karaoke khác, loa cũng đồng thời sở hữu trọng lượng nhẹ trong cùng phân khúc với chỉ 7kg. Về mặt chất âm, Techland đánh giá Sumiko Bella 42 như một phiên bản thu gọn của những mẫu tiền nhiệm, cụ thể là BTS-52. Vẫn được đánh giá là một trong những loa karaoke có chất âm tốt so với tầm giá. Sumiko Bella 42 được thiết kế để mang đến một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời, cung cấp âm trầm đủ mạnh mẽ, âm trung rõ ràng và tần số cao cũng nghe tương đối ổn. Điều này được thực hiện nhờ một loa chép được cấu tạo từ neodymium mang đến âm cao chất lượng tốt, được thiết kế đặc biệt cho những người yêu âm nhạc. Ống thoát âm của loa bass được đặt ở phía bên trái, đảm bảo tái tạo âm thanh rõ ràng và chính xác trên toàn dải tần số. Ngoài ra, Sumiko Bella 42 còn bao gồm tính năng bass boost giúp tăng cường âm trầm và nhấn mạnh vào âm bass mạnh mẽ và sôi động, cho phép trải nghiệm âm nhạc sống động hơn. Tổng thể, sản phẩm tuy rằng chỉ có thể đáp ứng khoảng 85% so với loa nghe nhạc nổi tiếng như Marshall Action 3 hay Fender Indio 2, nhưng trong cùng phân khúc loa karaoke thì Bella 42 hoàn toàn thuộc top đầu khi xét về chất âm. Xét đến chất âm của micro, cùng micro cũng đã giảm thiểu hiện tượng hú, rít và tạo tiếng hát một cách chân thực. Có thể nói, đối với sản phẩm đi kèm là 2 mic không dây thì Techland đánh giá chúng hoạt động khá tốt, thậm chí là xuất sắc nếu so sánh với các mic không dây rẻ từ 1 triệu đổ xuống. Riêng về cảm nhận sau khi trải nghiệm hát karaoke, chúng tôi thấy rằng sản phẩm vẫn giữ được chất lượng tốt như những mẫu loa khác đến từ Sumiko. Loa rất thích hợp để hát và nghe những thể loại nhạc thịnh hành tại Việt Nam như nhạc trẻ, nhạc vàng và nhạc bolero. Nhờ vào công nghệ tân tiến, cả đầu ra âm thanh lẫn tiếng hát đều được tách bạch rõ ràng. Kết hợp với bộ tinh chỉnh âm thanh, chắc chắn sẽ giúp bạn tìm được tông giọng ưng ý trong nhiều bản nhạc khác nhau. Xét về tính năng, loa vẫn mang đến các chức năng cơ bản của một loa karaoke cộng với chất âm vô cùng cạnh tranh, chắc chắn sẽ phục vụ tốt cho những người đam mê ca hát, một thú vui ngày càng phát triển tại Việt Nam. Ngoài việc có thể tinh chỉnh rất chi tiết mic để tăng độ dày và reverb, echo, sản phẩm cũng hỗ trợ các tinh chỉnh cơ bản khác ở trong nhạc như treble hay bass để phù hợp với sở thích cá nhân. Loa đồng thời tích hợp nhiều cổng kết nối khác như HDMI hay Optical nhằm kết nối với TV, hỗ trợ tăng trải nghiệm ca hát. Cổng AUX IN giúp kết nối máy tính hoặc điện thoại thông minh vào loa, giúp bỏ qua độ trễ của Bluetooth. Ngoài ra, loa cũng bao gồm 2 cổng 6.5L, một cổng giúp bạn kết nối thêm với đàn guitar để biểu diễn, tăng sự sôi động của các buổi tiệc và một cổng để cắm thêm mic ngoài vào.
Để phục vụ các bữa tiệc đông người, khách hàng hoàn toàn có thể mua thêm một bộ mic không dây như WMS-M3 là có thể hát 4 mic cùng một lúc. Với sự đa dạng trong kết nối, Beolab 42 đã sở hữu một điểm mạnh mà hầu hết các loa Bluetooth hiện nay cũng sẽ không tích hợp nhiều cổng kết nối như vậy. Bên cạnh đó, loa có thể được sử dụng trong môi trường meeting với diện tích 50m² đổ lại hoặc phòng họp cơ quan với chức năng hội họp. Có thể hiểu đơn giản là khi ai đó đang kết nối nhạc với loa mà chế độ mic bắt đầu hoạt động, hệ thống sẽ tự điều chỉnh âm lượng nhạc nhỏ dần để ưu tiên cho lời thoại hay phát biểu. Rất thú vị mà phải không? Nhìn chung, với mức giá chỉ 5.600.000, bạn đã có thể sở hữu một mẫu loa vừa đảm bảo tính tiện lợi, chất âm xuất sắc và một thiết kế bắt mắt nhỏ gọn. Đây hứa hẹn sẽ trở thành một trong những mẫu loa karaoke Bluetooth đáng mua nhất trong năm 2023. Nếu có cơ hội, hãy ghé qua Techland tại 39 Tràng Thi để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm hoặc liên hệ với Techland qua Facebook ở dưới phần mô tả để nhận ngay ưu đãi cho mẫu loa này nha.